Các cháu ơi, đây là Sunrise City Nọc nhé. Đây là sảnh OTX0, thầy Hùng đón học sinh. Đấy, đây là học trò của thầy. Đây là bé Ngân nhé. Và Ngân ơi, bây giờ con sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để vào được cửa nhé. Dạ. Rồi, ok. Rồi Ngân, ra ngoài đấy nhé. Rồi, đấy nhá. Đây các học trò nhé. Đây là sảnh OTX0 này. Đấy nha. Đây, đây thầy Hùng đây. Ok. Rồi một chút thì bây giờ chuẩn bị nhá. Hello con. Đây, chào các bạn, con là Bảo Ngân, con là học sinh đàn của thầy Hùng và cô Sơn. À ok, bây giờ con giới thiệu cho các bạn là cách vào trong văn phòng đi. Dạ. Đầu tiên là bấm cái nút bảo vệ như này. Con nói to lên một chút được không? Dạ, đầu tiên là nhấn cái nút bảo vệ. Xong nó sẽ hiện lên màn hình như này và... Đâu, bây giờ con ấn thử cái này. Dạ, nhấn nút bảo vệ. Sau đó nhấn chuông. Hitting the guardhouse. Đợi tầm 4-5 giây gì đó là cửa nó sẽ mở. À đây, cửa mở rồi này. Đấy. Đúng, ngân vào đi. Ngân vào đây con. Rất là dễ đúng không Ngân? Dạ. Ừ, thì cảm ơn con nhé. Đây, hai thầy trò mình chào các bạn. Chào các bạn. Ok. Hello, hello. Rồi, con học nhạc có vui không con? Dạ vui. Đấy con nhìn đấy, con nhìn thấy con nào? Có vui không con? Dạ vui.